Cầu Phước An đảm bảo tiến độ. Cầu Phước An nối liền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai đang đảm bảo tiến độ thi công. Ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép Thị Vải, chủ đầu tư cho biết dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2027. Các gói thầu xây lắp chính gồm: gói thầu số 38 xây lắp hạng mục cầu dẫn từ đầu tuyến đến trụ dẫn T36 đến trụ T37, khởi công tháng 12 năm 2022. Gói thầu số 38 do liên danh công ty cổ phần 479 Hòa Bình, công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng 620 đảm nhiệm. Gói thầu số 39 xây lắp hạng mục cầu chính từ trụ T37 đến trụ T40. Sau gần 9 tháng khởi công, nhà thầu đang tập trung hoàn thành mặt bằng công trường, đường công vụ, mố nhô phục vụ thi công công trình. Đảm nhiệm gói thầu số 39 là liên danh công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Trung Chính. Gói thầu số 40 xây lắp cầu dẫn từ trụ T40, T41 đến trụ T62. Gói thầu số 41 xây lắp cầu dẫn từ trụ T62 đến mố M75 và đường dẫn. Gói thầu số 42 xây lắp hạng mục bê tông nhựa và chiếu sáng toàn cầu. Đến nay, tiến độ triển khai các gói thầu đảm bảo đúng tiến độ được duyệt. Cầu Phước An có trị giá xây lắp khoảng 3.834 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 4,3 km, trong đó phần cầu dài 3,5 km, đường dẫn trên tuyến 247 m, đường dẫn kết nối với đường xuống cảng Phước An dài 617,34 m. Năm 2024, dự án được bố trí kế hoạch vốn 726 tỷ đồng, tới giữa tháng 3 năm 2024 đã giải ngân 145,96 tỷ đồng, tương đương 20,1% kế hoạch.